Và bây giờ Nhân sẽ hướng dẫn cho chị ở đây vẽ một cái hoa hồng ha, cho nó nhanh nhất nha. Đầu tiên chúng ta cách lấy gel, thì chúng ta lấy gel hơi đọng ở đầu cọ giúp Nhân một xíu này nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ tạo nhụy ha, đặt cái cọ vào, tì cọ hơi nhẹ và chúng ta nhích lên xíu ha. Rồi chúng ta sẽ làm thêm một cái nhụy đối xứng qua, đặt cọ vào, tì cọ, nhấc lên. À, thấy giống như hai hạt đậu ôm ấp vào nhau. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ làm ta cánh tiếp theo. Cánh tiếp theo sẽ là điểm giao nhau giữa hai cái cánh này. Chúng ta sẽ đặt cọ vào đây, đặt cọ hơi tì cọ nè các bạn. Xong sau đó chúng ta nhấc nhẹ cái cọ lên, ôm theo và đi chậm thôi nha. Chúng ta lần sẽ đi đều các cánh, làm sao cho các cánh nó gần với nhau ha, đừng quá xa nha. Và cái đầu cánh bao giờ nó cũng mỏng manh như vậy nha.